Chào quý khán giả, hôm nay mình với Linh Nét Việt xuống nhà anh An Phương Nam để nướng tôm các bạn. Bạn Linh Nét Việt phụ mình nướng tôm. Xin mời các bạn cùng nướng tôm với mình với Linh Nét Việt nha. Dạ, chào quý khán giả của anh Danh Sen ạ. À, chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe ạ. À. Rồi bây giờ mình không có công cụ, mình lấy trong trong thời gian mà chờ tôm chín mình đi chặt dừa đi. Dừa nước nhiều quá. Dừa nước quá nhiều. Mình đi chặt dừa anh An ơi. Quầy này không biết dừa không nè, chặt thử anh. Quầy nhà dừa quầy nhiều quá nè An coi, cái quầy đó ngon đó nè An. Ngày kia ngon hơn. Quầy này ngon nè An. Nhưng mà đi đây quầy trống này ngon. Bây giờ anh An chặt dừa mời Linh Nét Việt ăn với mời Danh Sen ăn các bạn. Anh An đang chặt dừa các bạn. Ủa nó có cái bông gì nữa ta? Qua wow, quầy dừa quá bự các bạn. Thấy dừa ăn đó anh. Dừa đó ngon á. Ngon quá anh ơi. Quầy dừa quá lớn rồi. Quá bự rồi. Rồi bây giờ mình đem lên mình chẻ ăn các bạn ơi. Mình mời anh An với Linh Nhất Việt cùng ăn với mình. Nhìn thấy ngon quá anh ơi. Anh An chặt dừa xong rồi tách dừa thử cho em với Linh Nhất Việt ăn anh An. Rồi ba buồng này tách thử cái buồng nào ngon nhất nha. Tách buồng cho mấy anh em mình đó. Khóa học ăn anh An. Rồi. Đó. Đó. Được rồi. Nào vừa chưa có được mà hái dừa ăn dừa nước này tận vườn luôn á. Nay ăn tận vườn phải không? Nay ăn tận vườn luôn. Trời ơi dừa này nó ngon nè. Ừ. Nó dừa ha. Ngon quá anh An ơi. Nó dừa mà không già, không non. Ồ, giờ mình thấy mê quá anh. Quá mê luôn. Lấy đá ra. Này mình tự mình ăn trước tại vườn đi rồi xong rồi mình lấy đá đường mình ăn. À. Mời bà cô chú cái đi. Ngon quá anh An ơi. Dạ. Mời bà con ăn chung dừa với anh em mình nhé. Dạ. Dạ, mời bà cô chú nha, mời bà cô chú ăn dừa nước với kênh của Danh Sen nha. Dạ. Ngon quá bà con ơi. Ừ. Tôm chín mình đâm muối các bạn ơi. Muối đây ngon quá. Đâm muối để mình ăn tôm nha các bạn. Ờ được rồi, chị ấy ra ngoài đi. Thử đi, Linh thử Linh thử một con coi coi ngon không Linh. Ngon rồi đó anh. Muối này ngon rồi đó. Ừ, thấy chín rồi nè. Rồi, chanh đâu, nặng vô. Chanh luôn, nặng vô. Để lấy chanh. Để chanh kìa. Đây. Chanh vô cái. Nặng chanh vô các bạn ơi. Rồi chín này, cái này khô luôn rồi nè. Khô là hết ngon rồi được rồi. Ngon quá các bạn ơi. Ấy ra ngoài hết chị ra chín. Quay đều lấy vô chanh quay đều lên anh. Quậy vô lên cho nó dẫn cái nó. Cho nó ngon lên phải không? Rồi Danh ăn thử con đi. Nói Linh thử trước đi. Linh mời chị Đào ăn tôm. Mời Linh ăn tôm. Mời cả nhà ăn tôm, tôm chín rồi. Mời Linh ăn tôm. Rồi mời cả nhà ăn tôm ạ. Mời cả nhà ăn tôm với mấy anh em tụi mình nha. Ngon quá các bạn ơi, thơm quá. Anh An ngồi quay giùm mấy anh em mà anh An chảy nước miếng luôn rồi. Ngon quá anh An ơi. Lâu xuống anh An đãi dừa nước với tôm các bạn, với muối. Ngon quá. Ngon quá các tôm bạn ơi. Ngon quá. Tay ra cho con mặn mặn các bạn. Tôm nó ngọt. Nướng tại vườn. Mình nướng tại vườn ăn ngon quá các bạn. Mới mốt xuống anh An có đãi nữa không anh An? Có chứ. Có xuống là có đãi nha. Mới mốt các bạn muốn ăn tôm với ăn dừa nước mời xuống gà, nhà đồ gà đồ nha. Mời xuống nhà anh An Phương Nam nha. Rồi xin mời cả nhà cùng ăn tôm với mình. Ngon không Linh? Ngon. Ngon không chị? Ngon quá em ơi. Nó chua chua, nó mặn mặn, nó cay cay. Không nó thơm, nó ngọt. Mình xin
Hôm nay có khỏe các bạn gần hết sao? Xin chúc sức khỏe các bạn.